Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Food Fighter Clicker nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video có 1000 like ngày mai, chúng ta sẽ có tập mới nhất của Food Fighter Clicker nha anh em. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào, let's go. Thì mình sẽ để link kết bạn của mình ở Facebook ở phía dưới nhé. Anh em nào thích thì có thể qua nhé. Đây là cái link Facebook của mình. Rồi và chúng ta sẽ vào game thế nào, let's go. Chúng ta sẽ nâng cấp và ăn cái này lên. Đấy, em sẽ mở cái box ngẫu nhiên nhá. Và hy vọng sẽ ra cái gì đấy. Một mũ rồi anh em, đang cố gắng ra những cái mũ mới. Auto ấy, có phần auto mở mình không mở này. Đấy, click vào đây nó sẽ tự động auto mở rồi. Auto mở bao giờ ra được đồ ngon thì thôi anh em ạ. Có đồ ngon rồi. Dừng. Áo xem nào. Ui, quả áo ZZ luôn anh em ạ. Phê nhỉ. Có áo mới mà. Có áo ZZ là áo mới đấy anh em ơi. Vậy hy vọng là chúng ta sẽ có thể là chuyến được. Áo ZZ. Nào, xem có đồ gì mới không ta. Có gì hot không nhỉ. Chúng ta đang xem có đồ gì gọi là hot hot tí. Bắt đầu mình... thì thôi. Có đồ hot hay không ta? Không có à? Hiện tại là vẫn chưa thấy có cái đồ gì đó mới là lạ cả anh em ạ. Kệ rồi. Ôi đấy, có đồ rồi anh em. Chúng ta có đồ rồi nè. Hay à. Và chúng ta sẽ mở cái random cái bàn. Ui, có cái o luôn anh em ạ. Và sẽ random cái ghế. Cái này. Đấy. Ghế chủ tịch. Để xem có liệu rằng có ra được cái ghế gì không ta. Xem nào. Z. Ôi có ghế O rồi anh em ơi. Có ghế O rồi, không cần mấy ghế kia nữa nha. Rồi, bây giờ tôi có rất là nhiều thứ để tôi có thể trang bị vào đây này. Ok. L, M, M, U, U, Z. Z, Z. Có chữ O thôi. O là cao nhất anh em. Ui, có tóc nhìn trông ngáo ấy. Tóc ngáo dã man. Cho có áo không gian ạ, phi hành không gian, không gian. Cái này là có o rồi, có nghĩa là có o rồi. Bây giờ cái cấp độ cao nhất trong này rồi anh em ạ. Cái bạn thế này. Sau đây anh em nhá. Tôi đang hơi bị ho tí. Bàn đoàn đá trên trời à. Úi xời ơi, miếng thịt này tôi không vấn đề vấn đề với mình rồi anh em ơi. 10 miếng luôn nhá. 10 miếng luôn. Xời ơi. Đơn giản. Miếng thịt lợn anh em ạ. Oh my god, mày ăn kinh vậy. Mày ăn ghê thế thì ai có thể là cho mày ăn được. Chúng ta là ăn xong được món thịt lợn. Tôm anh em ạ, tôm khổng lồ luôn. Ok chưa. Anh ơi, ăn tôm khổng lồ đi anh. Ui, tôm khổng lồ thì anh vẫn ăn được ạ. Bá thế nhở. Anh bá đạo vãi nồi anh em ạ. Chúng ta vẫn ăn được tôm khổng lồ nè. Phê nhỉ. Hình như con TT vậy. Úi xời. Ăn hết. Chén hết. Sạch cho thành xanh luôn anh em ạ. Không còn bất kỳ một cái gì nữa. Nhờn. Ăn nè. Ăn đi cưng. Level 168 rồi. Đúng rồi. Chuyến nào. Thịt hết cái đống tôm khổng lồ cho tùy. Không có đề gì cả. Ăn vẫn ngon. Vẫn là tuyệt vời nhờ. Vê rồi. Rồi. Chúng ta sẽ nâng cấp lên thôi. Nâng cấp cái gì à? Bài điện. Bài crystal và xác suất bài crystal. Chúng ta không biết là nâng cái gì. Chúng ta sẽ nâng cấp cái này đi. Nâng cấp cái vàng bên này đi anh em ơi. Chúng ta có 40G 5.862i vàng anh em nhá. Chúng ta sẽ mua hết cái đống này nhá. 1000 luôn đúng không? Mua rồi anh em ơi. Xong rồi chúng ta sẽ nâng cấp những cái này lên nhá. À, chúng ta có thể ăn thử thách 10 con tôm được anh em ạ. Chắc chắn là tôi sẽ thử thách được 10 con tôm. Bài điện là sao? Ui, không đủ vàng. Cấp độ 1346 rồi. Càng ngày nó càng tốn anh em nhá. Thử thách này anh em ơi. Tôm anh em ạ. Tôm khổng lồ, tôm càng. Úi dồi, nhanh quá. Bá đạo thế. Nó không thèm uống nước luôn anh em ạ. Ui, nó không thèm cho cái kiểu tức ngực ấy. Dã man thế nhỉ. Tôm khổng lồ là món ăn bá đạo nhất trong này rồi anh em ơi. Vãi lều anh em ơi.
Tôi cứ tưởng tôi có món gì gọi là bá hơn à. Ok ok. Cửa tiệm. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có đồ mới đâu anh em ạ. Chưa có đồ gọi là xịn xò nhất đâu. Thông tin của tôi. Đây là thông tin của tôi rồi. Đây là thử thách anh em ơi. Đây là ăn trứng nhá anh em. Chén trứng trước á. Đơn giản. Trứng thì cũng quá đơn giản luôn. Thời gian còn Angels của ông chủ anh em. Cái thử thách này không biết là chúng ta trong vòng bao nhiêu phút, không biết là ăn được bao nhiêu ra. Vấn đề là cái này nó ăn mãi mãi à, ăn vô hạn à anh em. Thực sự cái này thì mình cũng không biết được là ăn sẽ như thế nào luôn. Nhìn cũng hay. Yeah. Nhìn khá là hay ho. Cái này thì tôi bó tay chúng con. Có cái vạch ở trên kìa. Có cái vạch gì ở trên kìa. Thôi bạn ơi. Dừng ăn luôn. Bỏ cuộc luôn anh em ạ. Đây là thử thách của ông chủ thôi. Thế thì mình sẽ mở hết cái box anh em ơi. Để kiếm nốt đồ đi. Deck gì đúng không? Kiếm đồ xịn nhất trong này đi anh em. Kiếm đồ o mà chơi. Level 13 rồi đấy. Level max trong cái game rồi đấy anh em ạ. Chúng ta tới cái gọi là cái giới hạn tối đa mà cái game này có thể tới được rồi. Không còn gì cao hơn rồi anh em. Cho được thêm một cái gì đó o hay là u gì đó mình vừa mới thấy sao. Vừa mới thấy sao không biết là cái loại gì luôn. Đấy. Ta sẽ nâng cấp lên nhé. Ok, nâng cấp hết luôn anh em nha. Có gì nâng cấp hết. Mình đang mua xanh như có rồi sao nhỉ? Tôi chẳng biết là có chưa nữa. Tại vì là cái này nó là auto mở anh em nha. Rất nhiều, chúng ta sẽ mua cái mục. Mình vừa mở tóc hay mở cái gì vậy? Mình mở cái bàn hay mở cái gì đó anh em ạ. Chết rồi, nhầm rồi. Đây, phải mở cái này chứ. Phải mở cái này chứ anh em. Đúng rồi, phải mở cái này. Mở cái này là quá chuẩn luôn. Đấy, hỏi chấm luôn ạ. Đấy, có hai cái hỏi chấm luôn đấy. Nhiều lắm anh em ạ. Có khi là có o rồi cũng nên đấy. Theo mình đoán là nó cũng sẽ có o rồi. Chúng ta đang đợi xem nó có ra thêm một cái loại gì đó hay ho hay không. Cứ bình tĩnh. Ôi đấy, có cái gì đó. Đấy, o hay là o ấy nhỉ. Nếu mà là o thì 5 cái o thành một cái o đều được hết. Rồi anh em ơi, chúng ta cho mục này. Có rồi anh em ạ. Quả trang bị chúa hề luôn đấy. Trang phục chưa có o nhá. Chúng ta sẽ mở box ngẫu nhiên của phần này. Đấy, có đồ rồi nha anh em. Nó cứ gọi là sáng sáng lên là có đồ xịn rồi. Trời ơi. Game này nếu mà chơi game này phải nạp rất là nhiều. Chúng ta hy vọng phiên bản update sau có thêm món ăn mới, có đồ ăn mới. Chúng ta ăn những cái đồ ăn gọi là xịn nhất thế giới rồi. Để đồ ăn xịn nhất thế giới rồi. Không còn đồ nào có thể là gọi là ngon hơn và tốt hơn nữa rồi. Và các cái đồ của mình cũng đã là gọi là mạnh nhất rồi anh em ạ. Đấy, áo da báo hay áo gì đó. Nhìn đẹp thế. Đấy, xong rồi đấy. Tôi nghĩ là xong rồi nha anh em. Tôi nghĩ là xong rồi và tôi sẽ mở cái này tiếp nha anh em. Auto mở nào anh em. Cứ mở đi thôi. Mở hết tất cả thứ này cho tôi. Còn gì có là mở hết. Chẳng để lại bất kỳ một cái gì cả. Đúng rồi, hỏi chấm hết. Mờ. Xong cái gì đấy. Ôi, có cái o rồi anh em ơi. Có một cái o. Nhìn rất đẹp. Phải là công cái o rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành trong tất cả các cái set đồ rồi anh em nhá. Và chúng ta cùng xem. Chưa có o à? Ui, có luôn anh em ạ. Đấy. Đây là bộ đồ gọi là khủng nhất rồi anh em. Trang bị. Ok,
cái bàn này còn chưa có anh em ơi. Thế nhục. Đây đây đây, cái này, cái ghế chứ. Cứ phát sáng nhiều đi. Nếu mà thiếu ta sẽ kết hợp lên. Thế thôi. Chứ bây giờ mà level 13 trong này là mắc rồi anh em ạ. Cái game này chỉ có đến level 13 thôi, không thể hơn được nữa. Nó chỉ đến mức như thế này à. Lên nào, kết hợp đồ. Yeah. Nhiều đấy. Xem nào. Có o o rồi anh em nhé. Tôi vừa giật mình tỉnh giấc thì có o o rồi. Và đây là cái đồ mạnh nhất thế giới. Trang bị luôn. Đấy. Ăn tôm không thèm nhai luôn ạ. Không thèm nhai. 10 con à? Đây là thử thách mới anh em ạ. Thử thách 20 con tôm luôn. À, nó còn tăng thời gian nữa chứ. Nó bá quá rồi. Trời ơi. Một cái mình đớp cho mấy cái là chắc là nát. Ui, con cái mình đớp phát nát. Bỏ tay luôn, khỏe dã man luôn. Đây là cái đồ ăn mạnh nhất cuối cùng rồi nha anh em. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.